Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ năm, ngày 23 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý. Thêm 17 dự án đi vào hoạt động trong các khu công nghiệp. Chăn nuôi an toàn sinh học theo quy trình Việt Gáp hướng đến phát triển bền vững. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đạt giải cao tại cuộc thi Robocon Việt Nam. Vì sao người dân không dùng nước sạch? Nguy cơ cháy tại các chợ trong cao điểm nắng nóng mùa hè. Hướng tới hội nghị biểu dương toàn quốc, chiều nay, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2019-2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh. Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các cấp hội ngày càng được củng cố, thắt chặt. Qua đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai rộng khắp, nhận thức của cán bộ hội viên được nâng cao, tạo đồng thuận, hưởng ứng, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhiều mô hình, câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả được củng cố và nhân rộng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng biểu dương đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cấp hội, những đóng góp tích cực của các cá nhân, qua đó góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tình hình vi phạm pháp luật còn nhiều diễn biến phức tạp, nếu không có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn kịp thời, rất dễ phát sinh các ổ nhóm tội phạm. Đồng chí yêu cầu phát huy vai trò nòng cốt lực lượng công an, tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cấp hội, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chia sẻ thông tin, phổ biến kinh nghiệm tổ chức các mô hình hoạt động, duy trì thường xuyên công tác trao đổi thông tin, báo cáo kịp thời, bổ sung khắc phục những tồn tại, định hướng hoạt động có hiệu quả. Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực phòng chống tội phạm, tệ nạn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và khu vực. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Phạm Huy Bình, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã phát động ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo được trên 3 tỷ đồng, đạt 159% so với nhiệm kỳ trước. Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp thành phố đã phân bổ số tiền gần 700 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng sửa chữa 82 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 191 hộ phát triển sản xuất, 191 hộ khám chữa bệnh cho người nghèo, hỗ trợ học sinh học tập. Hiện thành phố đã xây dựng được 10 mô hình khu dân cư kiểu mẫu thuộc 10 xã và 7 khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường tại 7 phường với tinh thần đoàn kết dân chủ sáng tạo phát triển. Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hưng Yên phấn đấu hàng năm mỗi khu dân cư có ít nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức ít nhất 2 cuộc giám sát trên năm, cấp xã ít nhất 1 cuộc trên năm. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Quách Thị Hương đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong nắm tình hình nhân dân để kịp thời tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, góp phần xây dựng thành phố Hưng Yên đạt tiêu chí đô thị loại 2, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để góp phần triển khai thuận lợi các dự án trọng điểm của tỉnh. Ngày 22 tháng 5, huyện Văn Giang tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và phát động ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy. Với mục tiêu phấn đấu hết năm 2024, trên địa bàn huyện Văn Giang không còn hộ nghèo, Ủy ban nhân dân huyện kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong huyện, người dân Văn Giang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc chung sức đồng lòng ủng hộ bằng nhiều hình thức nhằm xóa bỏ hộ nghèo trên địa bàn. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác vận động và có giải pháp thiết thực giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời nhân rộng các mô hình tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ bảo đảm công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng. Tại hội nghị đã có trên 100 tập thể, cá nhân ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo nhanh, bền vững trên địa bàn huyện với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Bên cạnh việc khởi sắc thu hút được trên 530 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư vào các khu công nghiệp,
từ đầu năm đến nay cũng có thêm 17 dự án đi vào hoạt động với số vốn giải ngân đạt trên 7.000 tỷ đồng. 17 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh giúp đạt 57% kế hoạch năm 2024 là có thêm 30 dự án đi vào hoạt động. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đạt trên 7.150 tỷ đồng, trong đó vốn thực hiện của các dự án thứ cấp đạt gần 5.300 tỷ đồng, vốn thực hiện của các dự án đầu tư hạ tầng đạt gần 1.900 tỷ đồng. Các dự án đi vào hoạt động tạo việc làm mới cho khoảng 1.500 lao động, bằng 60% kế hoạch năm 2024. Thu ngân sách nội địa của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1.750 tỷ đồng, đạt 52% theo kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận mới 30 dự án vào các khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 310 triệu đô la Mỹ và gần 4.400 tỷ đồng. Tổng diện tích đất cho thuê lại là 95 ha, đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 12 dự án với vốn đăng ký điều chỉnh tăng trên 24 triệu đô la Mỹ và 120 tỷ đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ra thông cáo báo chí sau khi nhận được một số thông tin, cơ quan chức năng của Việt Nam kêu gọi một số doanh nghiệp ở phía Bắc tự nguyện giảm 30% mức sử dụng điện. Thông cáo nêu rõ, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ngay từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng các kịch bản cung ứng điện, thực hiện các giải pháp đồng bộ hiệu quả. Vì vậy, từ đầu năm 2024 đến nay, việc cung ứng điện đã được đảm bảo tốt, EVN không có kế hoạch và không thực hiện tiết giảm nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. Vừa qua, có một số thông tin cơ quan chức năng của Việt Nam kêu gọi một số doanh nghiệp ở phía Bắc tự nguyện giảm 30% mức sử dụng điện. Đây là thông tin không chính xác. Trong tháng 6 và các tháng tiếp theo của năm 2024, tập đoàn đã cập nhật tăng trưởng nhu cầu sử dụng điện và đã xây dựng các phương án kịch bản điều hành hệ thống điện để đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống. Giảm thiểu nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, đem lại nguồn thực phẩm an toàn, tăng hiệu quả sản xuất. Đó là những lợi ích mà chăn nuôi an toàn sinh học theo quy trình Việt Gáp mang lại cho người chăn nuôi trên địa bàn huyện Khoái Châu đã được ngành chuyên môn đánh giá thực tế trong những năm gần đây. Đây cũng là hướng đi cần thiết để ngành chăn nuôi trong huyện phát triển hiệu quả và bền vững hơn. Chị Văn Thị Hạnh ở xã Tứ Dân là một trong những hộ có nhiều năm kinh nghiệm trong chăn nuôi gà với quy mô chuồng trại rộng trên 2.000 m2, số lượng 10.000 con gà lương phượng. Để giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường đồng thời tạo ra những con giống chất lượng tốt phục vụ người tiêu dùng, chị Hạnh đã áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng Việt Gáp, mô hình chăn nuôi được tách biệt với nhà dân và đầu tư khép kín. Quy trình chăn nuôi được chị ghi chép theo dõi hàng ngày, đảm bảo 3 tiêu chí: con giống an toàn, thức ăn an toàn và an toàn dịch bệnh. Gia đình tôi thấy hiệu quả hơn nhiều so với cách chăn nuôi truyền thống, giảm lượng thức ăn, giảm số gà dịch bệnh, tăng năng suất về trứng, về ấp lở, cũng như là đảm bảo cái đầu gà mà mình đậu thì nó sẽ cao hơn trước, tiêu thụ hàng hóa cũng tốt hơn. Gia đình ông Văn Đức Dũng, xã Liên Khê, hiện nuôi 1.000 con lợn. Mỗi tháng gia đình ông xuất bán ra thị trường từ 13 đến 15 tấn thịt, mặc dù phải đầu tư chuồng trại, nhân lực, vật lực và lương địch cho quy trình chăn nuôi tỉ mỉ. Đặc biệt ông rất chú trọng về nguồn thức ăn, ông đã đầu tư trên 100 triệu đồng để mua máy nghiền, trộn thức ăn cho đàn vật nuôi. Với các nguyên liệu chủ yếu đến từ tự nhiên như cám mì, cám gạo, khô đậu tương, ngô, dầu ăn được pha trộn theo tỷ lệ nhất định phù hợp với từng giai đoạn phát triển của vật nuôi. Từ khi áp dụng quy trình Việt Gáp đối với chăn nuôi lợn đã đem lại hiệu quả bền vững. Rất chú trọng thức ăn, khi nhập về là phải khử trùng, bắt đầu mới phối trộn xong đưa xuống để ủ 3-5 ngày, bắt đầu mới cho lợn ăn. Vệ sinh chăn nuôi thì nói chung là một ngày cứ phải 2 lần, cứ một tuần là phun khử trùng một lần. Theo cái hướng chăn nuôi Việt Gáp này vẫn đảm bảo được an toàn đầu con và không bị dịch bệnh xảy ra. Trên địa bàn huyện Quế Châu đang có gần 1.400 hộ nuôi gia súc gia cầm với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Hiện nay có khoảng 90% số hộ chăn nuôi áp dụng quy trình chăn nuôi Việt Gáp vào sản xuất. Thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ chăn nuôi an toàn sinh học cho các cơ sở chăn nuôi, tạo điều kiện nhằm thúc đẩy việc xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi an toàn, khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chú trọng phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị hướng đến an toàn bền vững. Từ đó tạo cơ sở để các hộ chăn nuôi yên tâm đầu tư phát triển sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Dự
Giữa tháng 5 vừa qua, cuộc thi sáng tạo robot Việt Nam 2024, hay thường gọi là Robocon Việt Nam, diễn ra tại Hà Nội. Vinh quang đều thuộc về Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Các giải nhất, nhì, ba đều thuộc về các đội tuyển của trường. Đây là thành quả lớn cho những sinh viên đầy sáng tạo, nhiệt huyết, đam mê với công nghệ số. Phải mất khoảng 8 tháng với sự hướng dẫn của các giảng viên trong trường, con robot này mới được các sinh viên khoa điện điện tử và khoa cơ điện tử chế tạo ra từ hàng nghìn linh kiện khác nhau. Đây là một trong những con robot đã mang về ngôi vị vô địch cho đội tuyển SKH Automation. Ngoài ra, đội tuyển SKH CK1 của trường đạt giải nhì. Sau 9 năm trường vô địch cuộc thi Robocon châu Á Thái Bình Dương 2015, trường mới có đội mang về vinh quang lớn như vậy. Niềm vui sướng, tự hào vẫn hiện hữu còn trong nhiều thành viên của đội. Trong cuộc thi thì em nhớ nhất là trận đấu đội em với đội VFlame của Đại học Lạc Hồng ạ. Chỉ cần bọn em thắng thôi là chắc chắn trường em sẽ có một suất đi châu Á Thái Bình Dương ạ. Trận đấy là trận đáng nhớ nhất của chúng em. Thời gian tới thì đội trường chúng em cũng như là cá nhân đội thì sẽ làm những bộ robot mới, cải tiến cả về cơ khí và phần mềm để làm sao mà có thể mà mạnh nhất đại diện Việt Nam đi châu Á Thái Bình Dương ạ. Cuộc thi Robocon năm nay có sự tham gia của 64 đội tuyển đại diện cho 23 trường đại học cao đẳng thuộc khối kỹ thuật trên toàn quốc. Hai giải nhất, nhì của trường sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Robocon khu vực châu Á Thái Bình Dương 2024 dự kiến tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào tháng 8 tới đây. Không ngủ quên trong vinh quang chiến thắng, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, thành viên các đội tuyển đang tiếp tục nghiên cứu có được sản phẩm tốt nhất mang đến đấu trường quốc tế với niềm tin và khát khao chinh phục ngôi vị cao nhất. Trong thời gian này chúng em đang xem lại các video của chính bản thân và các đội khác để tìm tòi và học hỏi các cơ cấu mới của các đội. Em mong muốn đội chúng em thật đoàn kết, tự tin và giành giải cao nhất trong cuộc thi sắp tới. Thì sân chơi Robocon là cái sân chơi mà rất là quen thuộc đối với tất cả các thế hệ sinh viên của nhà trường. Dựa trên cái số lượng sinh viên thì nhà trường đã tổ chức chia thành các đội. Và trong mỗi đội thì nó sẽ bao gồm cả sinh viên khoa điện điện tử và sinh viên khoa cơ khí. Thành công sau cuộc thi Robocon Việt Nam 2024 là hành trang vững chắc cho những sinh viên trong đội tiếp tục đam mê với sáng tạo khoa học công nghệ, giúp các em sau này có thể ứng dụng công nghệ số vào thực tiễn cuộc sống. Để hoàn thành tiêu chí giáo dục và trường học trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thì các địa phương tại huyện Ân Thi đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bổ sung đội ngũ cán bộ, giáo viên cho các trường học, đảm bảo đáp ứng các quy định của trường chuẩn quốc gia. Xác định trường học là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2023 đến nay, xã Tiền Phong đã đầu tư khoảng 33 tỷ đồng xây dựng lại toàn bộ cơ sở vật chất cho bậc trung học cơ sở. Công trình gồm 8 phòng học, 6 phòng bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, các công trình vệ sinh, nước sạch. Không chỉ đáp ứng yêu cầu về diện tích mà còn được trang bị nhiều thiết bị đồ dùng như máy chiếu, bảng thông minh, máy tính, mạng internet, loa, điều hòa, nhiệt độ, v.v. Tất cả đều đáp ứng các quy định tiêu chuẩn để xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Ban giám hiệu nhà trường tôi cũng đã tìm hiểu, nghiên cứu các cái văn bản hướng dẫn và có tham mưu đề xuất với lãnh đạo địa phương để xây dựng cái cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo đủ để công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Kế hoạch khởi công xây dựng từ năm 2023 và kết thúc là bàn giao công trình vào sử dụng 100% mới là tháng 7 năm 2025. Với một cái môi trường khang trang, trang thiết bị đầy đủ, chất lượng giáo dục của Tiền Phong sẽ được nâng cao rõ ràng. Năm học 2023-2024, trường trung học cơ sở Vân Du đưa vào sử dụng 6 phòng học mới, cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, đối với khu hiệu bộ và các phòng môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới thì chưa đáp ứng. Các dãy phòng này xây dựng cách đây nhiều năm đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước tình hình đó, nhà trường đã tham mưu chính quyền địa phương xây dựng lộ trình đầu tư cơ sở vật chất trường học. Để nâng cao cái cơ sở vật chất phục vụ cho cái chương trình dạy và học hiện nay đấy là cũng đã có hai dự án. Một là dự án khu phòng học bộ môn và bổ sung thêm lớp học là 15 phòng với tổng kinh phí khoảng trên 14 tỷ đồng. Khu hiệu bộ làm việc của cán bộ giáo viên nhân viên khoảng trên 10 tỷ. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024,
toàn huyện Ân Thi đã đầu tư trên 250 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, cơ bản từ ngân sách cấp huyện xã, một số địa phương tiêu biểu trong huy động vốn xây dựng trường học như Tiền Phong, Cẩm Ninh, Hạ Lễ và Hòa Thám. Đến hết tháng 2 năm 2024, toàn huyện có 41 trường đạt chuẩn quốc gia, 47 trường được công nhận, đạt kiểm định chất lượng. Thưa quý vị, dù là phường nội thị, nhưng hiện tỷ lệ người dân dùng nước sạch ở phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào chỉ chiếm khoảng 20%. Vậy vì sao người dân lại thờ ơ với nước sạch, trong khi nước sạch là vô cùng cần thiết với đời sống người dân? Sau đây là tìm hiểu của nhóm phóng viên. Cũng giống như rất nhiều các hộ khác trong tổ dân phố Ngọc Trì, dù đã sử dụng nước sạch từ những ngày đầu tiên, nhưng gia đình bà Đặng Thị Duy vẫn luôn duy trì sử dụng song trùng hai nguồn nước sạch và nước giếng khoan. Cũng nhờ việc duy trì giếng khoan đã giúp gia đình bà luôn chủ động được nguồn nước sử dụng, bởi dịch vụ cung cấp nước sạch không ổn định, nhiều thời điểm mất nước tới cả chục ngày, thậm chí có nước nhưng rất yếu. Nước sạch là thường xuyên là mất và nó lại yếu. Bơm lên tầng 2 kém, nó không bơm được. Nếu mà không có giếng khoan thì không có nước dùng. Cũng trong tình trạng tương tự, rất nhiều hộ ở tổ dân phố Kim Huy trong thời gian gần đây đã buộc phải khoan giếng để sử dụng. Dù biết rằng nước ngầm luôn có màu vàng và có mùi tanh, thậm chí là nhiều hộ dù rất muốn dùng, nhưng do công tác chăm sóc khách hàng của đơn vị cung cấp chưa ổn định nên chưa dám chắc để chuyển đổi sang dùng nước sạch. Cái chất lượng nước là được rồi, nhưng mà về cái cung cấp nước là nhiều khi là nó yếu quá. Và từ khi nắp nước sạch này là hầu như là bỏ hết nước giếng, cái gì nó cũng có sự cố, nhưng mà đừng để sự cố dài quá. Ví dụ có mất nước thì mất ở cái thời gian ngắn thôi, chứ đừng để mất nhiều quá thì ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của bà con. Cái dịch vụ cung cấp, một là không đều, thứ hai nữa là nhiều lúc mà ví dụ cần mà gọi sửa chữa hay cần hỗ trợ, nhiều khi không gọi được, người ta sợ mất nước cho nên là người ta không dám dùng. Như vậy có thể nói, không hẳn là người dân ở phường Phan Đình Phùng thờ ơ với nước sạch, mà một phần nguyên nhân là do nguồn cung không ổn định, dẫn đến người dân bị động, chưa tin tưởng. Đây là lý do đến nay tỷ lệ sử dụng nước sạch tại địa phương này mới đạt gần 20%. Về phía đơn vị cung cấp là công ty nước sạch Ngọc Tuấn đóng trên địa bàn huyện Kim Động đã thừa nhận. Có một số nguyên nhân do các cái tuyến đường giao thông đang triển khai dẫn đến một số khu vực là áp nước không đảm bảo như khu vực của phường Phan Đình Phùng. Thì chúng tôi cam kết là trong thời gian tới cung cấp nước đảm bảo chất lượng dịch vụ như cái thời gian ban đầu. Nước sạch được xem là một thiết yếu đối với đời sống sinh hoạt mà tỉnh cũng rất nỗ lực mang đến nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Vì thế, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tiếp cận thì rất cần sự ổn định cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng từ phía đơn vị cung cấp. Thưa quý vị, mặc dù công tác phòng cháy chữa cháy đã được các địa phương quan tâm, nhưng nhiều tiểu thương tại chợ Như Quỳnh và Hoàng Nha trên địa bàn huyện Văn Lâm vẫn chủ quan, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Là chợ truyền thống và được xây dựng lại từ thập kỷ 80, việc cải tạo và nâng cấp không đáng kể so với yêu cầu, nên chợ vẫn lụp sụp, chưa đáp ứng được yêu cầu về phòng chống cháy nổ. Đặc biệt là biện pháp chống cháy lan với trên 220 kiosk liền kề, diện tích nhỏ, trung bình từ 8 đến 12 mét vuông, bố trí liên hoàn, buôn bán các mặt hàng dễ cháy. Hệ thống dây cấp điện và các viễn thông chằng chịt luôn là nguy cơ phát sinh hỏa hoạn. Được sự quan tâm của Ủy ban thị trấn, Ban quản lý chợ cùng kết hợp Công an thị trấn Như Quỳnh có tập huấn hướng dẫn cho bà con cách sử dụng bình bọt, bình khí và thực hành luôn tại chỗ khi xảy ra sự cố cháy thì sẽ phải làm như nào, và cũng đã cấp cái chứng chỉ cho bà con. Khác với chợ Như Quỳnh, chợ Hoàng Nha, xã Minh Hải là chợ dân sinh tự phát, nên mặc dù có gần 200 tiểu thương có nhà ở tại đây trực tiếp buôn bán hàng hóa, nhưng chợ này không có ban quản lý. Chính vì vậy, việc bố trí sắp xếp hàng hóa vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, việc chấp hành mỗi ký ốt một bình chữa cháy chưa được tuân thủ. Thậm chí, có chủ siêu thị khi hỏi vị trí bình chữa cháy ở đâu thì trả lời là để trên gác, không tiện liền lấy. Mặt khác, có hai siêu thị mini nhưng hệ thống báo cháy tự động không có, trong khi bìa cắt tông là chất dễ cháy nên được xếp trong siêu thị như thế này.
Qua thực tế, hai chợ nêu trên cho thấy, chính quyền thì quan tâm, nhưng tiểu thương là chủ sở hữu tài sản lại để tiềm ẩn nguy cơ chập cháy với các nguồn gây cháy tiềm ẩn. Với nền nhiệt dự báo trong đợt nắng nóng này sẽ có đợt nền nhiệt tăng từ 0,5 đến 1 độ so với đỉnh của năm trước, nên nguy cơ cháy nổ rất cao. Để giảm thiểu thiệt hại từ những vụ cháy, đặc biệt là tại các chợ thương mại và xử lý nhanh nhất các đám cháy chính là các tiểu thương. Vì vậy, các hộ kinh doanh buôn bán tại hai chợ Như Quỳnh và Hoàng Nha cần nâng cao ý thức, kỹ năng phòng chống cháy nổ và chính quyền hai địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác này nhằm giảm thiểu thiệt hại khi có hỏa hoạn xảy ra. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.